Chào các em, các chị nhá. Hôm nay chống lực không xuống được, tôi trở về quay chia sẻ trong nhà tôi. Thì tôi cũng làm gì được, được cái gì tôi lấy cỏ tôi thế thì làm từ châu nay Này cũng làm. Chị nhà, chào các em các chị nhá. Tôi nhà là lấy của dâu này, dâu lượn này, thì tôi là lấy quỷ làm dâu lượn cho lượn ăn thôi. Thì đấy có nhà cho cháu được về quay, tôi là được làm một cái nhà đẹp, tôi cũng quay thích lắm rồi. Tôi là được nhà rồi, tôi về lấy quỷ lấy cỏ thôi. Cháu mẹ đi học, còn mình tôi thất ở nhà. Cháu vừa đi học thời gian này cũng ở tuần là nhiệt, tuần sau là lỗ đấy. Bây giờ là sắp tối rồi, tôi lấy cỏ xong mới đi lấy cám lợn về xong là nấu cơm cho, thử làm chuồng trâu cho tôi. Thì nấu cơm lấy rau xanh cái quả đi mình cho thử ăn, là không có tiền mua cái gì cho ăn.
là tối là chịu khô. Chúng không tí là đi rồi. Lúc mà lũ hết rồi mình đi nữa. Rất bỏ, nhưng phải rất thì hôm nay thì dù không chốt mấy, gặt rất là bao bốn bao thóc rồi. Mấy lũ không đủ ăn được. Chỉ biết làm thế nào mới kiếm được tiền mua bảo ăn đây. Có con chuột ăn nhiều lắm nhỉ. Bắt cỏ nó ra hết. Hai con lần không có mấy kia là dùng trường châu về thịt một con rồi. Một con thì cho nó lớn lên một tí là bán là mua vào ăn thôi. Bây giờ cũng có gì bán rồi. Thì ăn thế của mình thì không được. Đi làm thế thì không ai trông nhà. Mình khóc rồi. Bắt vừa thế này đi đâu xa đi không được. Mình chơi vẫn vất vả mà cháu mèo chơi biết làm gì, biết làm mình cũng đi học không. Tôi đi học rồi đi làm cái gì nữa, sáng phải đưa đi học. Chiều có trời mưa to thì đi đón cháu mèo về, nhưng trời không mưa thì không bỏ nó về. Buổi sáng nào cũng phải đưa đi. Tôi lấy xong rồi, tôi lấy con trâu về uống nước, khát nước rồi. Khát nước cho nó uống, không có. Kéo về cái gì? Chẳng tay.
tôi lấy xong rồi tôi lấy con trâu đi uống nước xong rồi tôi đi lấy củi xong là nấu cơm cho con thử làm chuồng trâu cho tôi. Lấy trâu đi buộc tôi trong ấy cỏ cho nó ăn một tí tôi là đi lấy củi chưa đủ phải đi lấy củi nấu cơm ấy là làm dâu lửng có lửng ăn đi lấy củi đi nhà lấy dầu xong mình lấy củi củi xong về nấu cơm không có tí nào đâu tôi phải đi lấy kia lấy củi một bó. Lâu rồi, cần lâu rồi, nhiều đấy thì không cần phơi nữa, đi nhà là đúng rồi. Đấy
bên nhà rồi. Bên nhà thì đi đón cháu mẹ. Đấy, cái gì nhất đây? Cám lệnh không có đi chuyển trời dâu không? Nuôi lâu rồi không lớn được, không có gì cho nó ăn này. Không có tiền mua cám cho mình ăn dâu không nghỉ. Lớn được không béo. Ra đừng cho tôi lấy non béo kia bóc câu rồi là sao. Thêm một thứ rồi. Tôi đấy cho ăn xong rồi bây giờ tôi đi lấy dầu làm nước chấm. Ba triệu đi đâu đi. Ông có thằng thằng này ba. Đi cái ba nó. Đâu đi. Bắt cháu đi. Không mà đi không được. Chạy chú hai đấy à. Sao không chú ấy chạy chú hai. Chỉ làm cái gì mà đi phải là. Muốn mà điếu thuốc mới đi. Làm cái mới là cái gì mới đi người đi hái dâu lấy dâu lan đi làm đi nước chén chan cơm ăn không có dâu gì ruộng thì còn trồng lúa chưa thu hẹp không có chỗ nào làm vườn dâu. Lúa xong mới làm thử dùng này. Trong vườn dâu ăn được. Ăn cả lá cổ. Làm nước sôi cho vào luôn.
Giờ là đi nấu cơm rồi. Người thư thì mai sau ăn, thử ra mày nó không ăn cơm sau, nấu cơm mới cho nó ăn. Thì mai tươi khác sau ăn. Làm thì cũng nấu 3 bát, hết thì cũng nhiều thì cũng 1 bát, cũng tặng không hết đâu. Rất có gạo, sắp rồi. Đừng để. Nấu cơm cho quần cho anh dịu dâu cháy không
Chú là lý dụ đâu? Dấu bố chú là thằng chú này thôi. 24 có tổng gì vậy? Có yêu gì vậy? Việc hàng ngày tôi thì có thế rồi. Tôi xin chào các em các chị nhá. Cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ sang tiết Hà Giang cô bác.